Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot TNT Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 và Thảo Tiên chào đón khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lilo Sài Gòn TV trên mạng tầng 56.10 và website lilo tv.com. Hôm nay là ngày thứ năm, 26 tháng 5 2022. Để mở đầu như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bốn người chết trong căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thi thể một phụ nữ được phát hiện đang phân hủy trong chung cư. Điều tra đường dây nhập siêu xe biếu tặng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Bốn người chết trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, bốn người trong gia đình gồm vợ chồng và hai đứa con được phát hiện tử vong vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ năm, 26 tháng 5 trong căn hộ ở tầng 28 của một chung cư thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi phát hiện người chồng đang trong tư thế, tư thế treo cổ, tin cho biết vào khoảng thời gian trên có người đến quầy lễ tân báo không liên lạc được với người thân sống trong căn hộ nên yêu cầu được giúp đỡ, nghi ngờ có chuyện bất thường xảy ra nhân viên lễ tân đã liên lạc tổ trưởng dân phố cùng công an phường để mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện cả gia đình đã tử vong. Thông tin ban đầu cho biết. Khi mở cửa vào thì mọi người nhìn thấy chủ nhà là anh N H 43 tuổi chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Kiểm tra tiếp thì phát hiện chị vợ 43 tuổi cùng cháu bé 16 tuổi và một cháu bé nhỏ hơn khoảng 5 tuổi chết trong phòng ngủ. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Và thú vị cũng trong khi đó thì sau thời gian dài không liên lạc được người quen tìm đến một căn hộ tại chung cư của khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa nơi cô NTD 29 tuổi quê ở Bình Phước. Cư trú thì phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy trong một tình trạng không mặc áo quần. Công an thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương cùng giới hữu trách đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của cô đi. Theo các nhân chứng, vào tối ngày 26 tháng 5, người thân của cô đã tìm đến căn hộ nơi cô cư trú cho suốt một thời gian dài không liên lạc được với cô. Tuy nhiên thì họ gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành thì người quen của cô D đã báo công an. Khi mọi người phá cửa vào trong thì thấy nạn nhân trên ghế trong tình trạng là không mặc áo quần và thi thể đã bị phân hủy. Công an đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera của chung cư và lấy lời khai của những người liên quan đến vụ việc để làm rõ. Điều tra đường dây nhập siêu xe biếu tặng liên quan đến thông tin dư luận đang quan tâm trong những ngày qua về đường dây nhập siêu xe biếu tặng. Hôm 26 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho hay đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Dư luận từ truyền thông trong nước trong những ngày qua cho rằng Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã cấp phép thông quan cho hàng loạt xe sang từ nước ngoài vào Việt Nam theo diện biếu tặng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nhận xe biếu tặng đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam. Những chiếc xe này sau đó được đưa đến các showroom để bán với giá cao gấp đôi. Trả lời báo chí, đại diện Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, từ năm 2020 đến tháng 3 2022, có 81 doanh nghiệp được nhận ô tô biếu tặng với tổng số 86 xe. Trong số này, có 45 xe đã xuất bán với số thuế phải kê khai nộp ngân sách nhà nước khoảng hơn 330.000 Mỹ Kim. Nhưng thực tế, số tiền thuế thu được chỉ mới được 210.000 Mỹ Kim không đến kiểm tra, chờ dân xã gỗ xong thì chính quyền mới đến hút trọn. Ông Lê Quang Nam, 44 tuổi, ở Con Tâm, đang có nguy cơ bị mất oan gần cả trăm triệu đồng chỉ vì cách làm việc quan liêu tách trách của chính quyền địa phương. Khi đi làm rẫy thì một người dân phát hiện cây gỗ lớn nằm dưới tầng đất sâu nên đã báo với xã. Sau đó người này đã bỏ ra 90 triệu Việt Nam đồng để đào và đưa cây gỗ về nhà thì bị vướng vào rắc rối. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 3 trong lúc đi làm rẫy, ông Nam phát hiện một cây gỗ bị vùi lấp dưới lòng đất dài khoảng 12 mét, bị mục nát gần một góc. Ông Nam đến Ủy ban Nhân dân xã Sa Sơn thành để trình báo sự việc và xin phép được đào cây gỗ lên để để về làm đổ đồ, đồ gia dụng. Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn đến hiện trường lập biên bản xác định nơi cây gỗ được phát hiện không phải đất rừng và cây gỗ này không xác định được thời gian, khối lượng cũng như là nguồn gốc. Biên bản ghi sau khi đào cây lên, ông Nam phải báo cáo để xã xuống kiểm tra theo quy định. Được sự cho phép thì ông Nam thuê máy móc và nhân công đào cây gỗ lớn với tổng chi phí khoảng 90 triệu đồng, tương đương với hơn 4.000 Mỹ Kim. Sau khi đào xong thì ông Nam thông báo cho xã đến kiểm tra, xác nhận nhưng chờ gần một tháng rưỡi không thấy ai trả lời. Ông Nam đã bèn đưa cây gỗ về nhà để cư xẻ làm đồ gia dụng. Lúc này thì công an huyện Sa Thầy lại ập đến kiểm tra và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ đã được cư xẻ với lý do là thiếu giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Một người dân bắt được cá chấm đen nặng 52 kg. Ông Bùi Văn Chính ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, chèo thuyền ra hồ thủy điện Thác Bà bắt được con cá chấm đen, một dạng cá chép nặng 52 kg. Theo lời ông Chính, hôm 25 tháng 5, ông chèo thuyền ra hồ thả lưới đánh cá. Tấm lưới dài 200 m cao gần 5 m được căng dọc một đoạn hồ. Đến tối, thấy lưới động, ông Chính kéo lại gần thuyền thì nhận ra nó rất nặng. Ông đoán bắt được cá to. Ngay sau đó, ông về nhà gọi thêm ba người ra phụ đưa cá lên. Sau gần 3 tiếng, vần cá dưới nước, bốn người đàn ông mới đưa được con cá trắm đen nặng hơn 50 kg lên bờ. Ông Chính cho biết hơn 20 năm đã bắt ở thủy điện thác Ba. Đây là lần đầu tiên ông bắt được con cá to như vậy. Ông bán con cá và thu về được khoảng 350 đô la. Cá chấm đen thuộc họ cá chép, chiều dài có thể lên đến 1.5 mét, nặng 60 kg. Chúng ăn các loại ốc, nhuyễn thể ở sông, ao hồ. Giá cá chấm đen thường đắt gấp 3 lần cá chấm trắng và thưa quý vị vừa rồi là phân tình việt nam xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài lido sài gòn tv chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút sau một số bản tin bảo trợ cho đài